đi để dở về. Mong để lên video đẹp quá thì ra. Không chứ. Yeah. Chào ở con. Bữa nay ngày vui mà. Bữa nay ngày vui của Ly Hồng với Ly à. Tôi đã sợ rồi. Rét lắm rồi. Sợ bại lắm. Không có dám. Khoe hiếp con phải không? Rồi. Bị má chôm rồi, má lấy má đựng dôi rồi. Làm chè để bữa nay thôi nôi hai con. Đi à với đi rồi. Bữa mua là héo mà không có nó cuốn cuốn nhỏ xíu. Được không? Để chồng nữa lên được không? Để chồng giống vậy nè. Để cái việc nắng lớn vô trong để cho nằm xuống hết trên mặt bàn đi. Sao nằm thấy mặt bàn mà nhìn giáp vòng rũa làm mẹ thấy nó nhiều hơn mặt bàn rồi. Rồi đó. Không, chỉ này. 12 chén đấy, còn 12 chén 13. 13 đang đè lên thế này nè. Nó một cái chả đó. Bà cháu chiến đấu gây gỗ. Thôi, 3 muỗng luôn. Thì mình làm xong hết đi, còn miễn dư thì mình đây nè, ý là gì? Để lên thêm cho coi được. Bây giờ nhà không được cho nên nhiều phải 3 muỗng. Thì đủ luôn rồi đó. Quên đủ 13 đây. Chưa? Dạ. Tụi bay không mua mấy cái dĩa, cái ta lấy cái chén, cái ta úp lên. Úp vô cho nó đẹp rồi, sôi phải không? Vậy rồi. Con không có định mua dĩa, tự về để vậy xong rồi đem đi luôn á cô. Em đi tặng á cô. Cái dĩa rồi mang xa thùng mang. Cái này nó có cái nắp, được. Này có cái nắp. Cái dĩa thượng nhà mình được, để mình lấy một cái dĩa để làm mình lấy xôi mình ụp lại. À nhưng mà thôi, cái này mà xôi này là làm sao ụp được ha? Nó được. Cái dĩa nào mà vô đựng, dĩa nào mà vô đựng được. Thì mình mua dĩa thì được, còn dĩa cái dĩa ụp từ chén qua dĩa thôi. Cái bọt bọt, cái đầu quá mỏng. Sao biết sao lắm. Để chén ra sao? Rồi. Này mắng có mắng còn nó tội là mặn quá làm sao người ta ăn? Cái nó mặn lắm hả? Vô mặn chứ bà. Nó phỏng lượng. Dạ, ôi vô mặn hả? Con tưởng nó lắc nhắc. Ngon, em cũng tưởng vậy. Cái này không có ăn chậu. Không bao giờ ăn đâu. Cái chậu này là gặp ở dưới dọn phong đó rồi. Nghe hả? Bà thấm á. Mê lắm. Trẻ mà ăn chậu ra. Ờ, cho chắc lăn mà. Mê lắm. Ai cúng chậu cao gì không, đi mâm gì không xài đưa lại dâu con uống hết à. Trời không biết. Để lát chọc. Trời thì gửi xe trí nhân xuống lát chọc. Bởi vì bà chị dâu con biệt danh là Năm Chầu luôn. Ở dưới kêu bảo ông bà Năm Chầu không đó. Nhìn nó đẹp hết. Là nó dư mình dễ bắt hơn. Đúng rồi. Thiếu mình chiếc sang chiếc qua chiếc lại mệt lắm. Ngày nhiêu người ta 3, 6, 9, 10. Cái bông màu tím đẹp hả Nguyên? Nó nhuộm hả Nguyên? Màu trắng nó nhuộm á. Dạ. Nó nhuộm đủ màu chung mẫu ở trong đây nó nhuộm nghệ thuật hơn. Có bông này là bông tự nhiên nè.
lát 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 lên nó gắt cái bông đồng tiền á Huy, ngắt cái bông đồng tiền xuống để vô ly nước. Ở chỗ bông đồng tiền mà mọc qua. Trời ơi, gì vậy? Lông chân lông gì vậy má? Giờ sao? Không bỏ này nha. Không, không có đâu. Ôi. Cái miệng bỏ nó đẳng. Bây giờ á em cũng đang cuốn nha. Cuốn thì có những cái cuốn sao. Chị được báo bạn 12 ngàn nhiêu đấy. Nhẹ hả? Kia báo vẻ 10 ngàn. Ừ. 720. Tổng hết sao chị? Ừ. Cũng được. Vậy làm cũng cực lắm á. Cái này có nước cốt hả? Ừ. Nghiệp theo không đi á. Đi xuống không ai quan tâm, đi lên rồi. Hôm nay thôi nồi em có không? Mọi người quan tâm tới ai? Bữa nay thôi nồi em. Cho nên là không ai quan tâm tới heo à. Mình cũng biết đi xuống nhà thấy thương quá. Ừ. Nó phải ăn đít lắm nhưng mà giờ con mình trường dưới này rồi cho nên. Trời ơi, bữa em làm nhà nguyên một cái miếng lông của bà. Nó cũng lông vậy lắm. Nó già rồi. Này là 2, 4, 6, 10. Là chưa đủ nha. Giờ tới chè đậu trắng rồi cả nhà. Dạ đâu, ăn đâu hết đâu con. Sinh nhật mà. Đẹp quá. Đẹp ha. Ờ, à, sáng ngực luôn phải không? Bông cũng đẹp nữa. Giờ làm, giờ tiện ghế làm đồ chơi đầy đủ hết trơn. Hồi xưa mình phải để kéo, để viết, để sổ rồi. Nhưng mà của mình thì tế hơn. Dạ, còn cái này thì ngoài nhìn gì cái nhớ bữa mình ở Đà Lạt ha. Ừ. Buổi sáng mình ra mình ăn buffet á, nó để cho bạn có ớt sao vậy. Mẹ ơi, nước nè. Ủa rau với dạ là mẹt nè.
ăn cái đó. Dạ ăn cái này. Dạ lát mình lấy cái này. À, chả cái giò này hả? À, để cuốn hả? À, mẹ ơi, nước thì chỉ có nhiêu đây thôi à. Dạ, ơi, nước là nhiêu cục vậy? Thì nước là một cái một viên vậy với ỷ. Gái mua cho cái cây đó đó, gái đi gái mua cho cái cây đó mà chưa biết xài để nữa, nhờ chú ăn hả? Ui, về lại coi cách nói thì sao? Chị Ngân xong cái chị Ngân đẩy nó lên em ơi. Ừ, để sắp cho nó đều. Nó chấm như nhau, hôm bữa mẹ ăn là nó chấm như nhau, mà không mẹ? Thì nó bỏ ra mình nấu cái nồi lẩu cá tra, nhưng mà mình lại bên không có thời gian chia sẻ từ đầu cả nhà. Cái nồi cúng hơi nôi thì mình làm ăn cơm cúng gia đình luôn, nồi cho ông bà luôn. Xin lỗi chị. Ừ, cứ đi qua lại đâu sao tiệc mà. Có bao nhiêu bàn ghế dọn lên trên cao hết, để thôi nó dọn hết cái nhà. Không nổi nữa là rồi. Tôi quấn cái nó mà nó quấn cái tay của nó luôn. Tôi quấn nó mà tôi đang. Đây này, tôi lạnh cơ. Ủa. Thôi đã. Dạ. Để chị thay đồ bằng cái đồ này không được. Gì cũng đấy. Lấy hết rồi. Con em sẵn luôn. Cuối cùng đi là cầm cái chui hoài luôn. Thôi, cầm cái đó khóa kết đó đó. Không phải rồi. Đi làm chồng này lâu quá vậy không? Mẹ nó bò lăn ba ra đó. Làm giống quậy. Không phải như con chuột. Ông làm kỳ ha. Phải như rồi, ông này ca sĩ rồi. Ca sĩ rồi. Rồi cái chị đó cái tao kéo cái nón ra coi thấy cái mặt coi. Chị phái cái đầu tiên chị lấy đó. Rồi đó anh đó, anh đó là chị nó chỉ trung thành hai cái đó đó. Không. Rồi rồi. Nửa hả? Được lấy súng cho mày. Đủ. Giờ là xong ha, cả nhà cúng xong rồi. Phân chia. Sau đi cho hàng xóm. Ủa, anh ăn gì? Không, em chưa giờ sao, cô chỗ của chị Bảy. Ủa, sao kêu mua không ăn gì? Cái gì? Ăn rồi, có bạn chỉ có bà Nguyên chưa ăn thôi. Để đó lát chị ăn. Ủa, sao? Sáng này chị chưa ăn sáng. Ờ, sáng này chị Nguyên không có thời gian chị mua. Em lấy được không? Em ăn đi. Ý là chị không quay phim không? Để chị ăn thử cái vị này. Chị quay ở nhà vậy là mình ăn. Nước sốt đâu, nước sốt của chị Bảy thôi. Còn một phần.